này nhiêu cô? Không, cây cây này nó dành quét nhà với quét ấy phải không? Quét con thờ phải không? Con lấy chỗ đặt á, con xài nó chắc. Ừ, lấy con cây này. Cây này nó chỗ thường. Trời, lấy chỗ thường đi. Nó có 8 ngàn. Dạ. Con lấy chỗ đặt con xài nó rồi. Dạ. Mình muốn quét cái gì ạ? Quét bằng thờ. Quét thờ lấy cây này nè, mình dạ. Nhớ lại cô mà lấy rồi, cái đó đó. Lấy cái này đi. Ừ. Con đưa cô 20 thôi. 25 ngàn cây đó. Này con gỡ cô luôn. Ừ. Chứ còn mà quét mấy cái cây đó mau lắm con ơi. Dạ. Tao ưa có tật gì đó, bán ưa biểu mới bay mua đồ tốt còn xài nó lâu. Dạ. Cô quê ở đâu lận? Cô ở bên Minh Đoàn Bánh Cát, bánh vừa đi về chơi nãy đi vô trong chợ Long Châu, giờ chỗ nó không tả hết trơn, nó không cho mình ấy. Dạ. Cô phải chạy đi ghét về trở lại cái này chứ đâu dám đi vô nữa. Dạ. Ở trong chợ nó không tả hết trơn trơn mày. Dạ. Cái này chợ Long Châu nha. Chợ Kinh Tám nha, rồi bắt đầu ở trong 13 nha. Cha rồi xã con chả cũng vậy nữa nè, nhóc hết trơn. Rồi dưới ở ra cảnh sáng mình bây giờ cũng vậy luôn đó con. Bây dạ. Là bế tắc hết trơn, chợ 9 giờ này là còn mấy người bán vé số không có được quyền đi vô, bây giờ chợ phải đi ra hết. Dạ. Ở chúc cô mua mai bán đất nha. Quê em anh ơi.